Lúc đó vị Kiền Lao địa thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây, so với các vị Bồ Tát, chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trong nghìn thân hình để hóa độ tất cả chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây, các thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trả đến kiếp số nhiều như số khác trong trăm nghìn muôn ước sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh trong đời sau và hiện tại nay, nếu ở nơi sạch sẽ, ở phương Nam, nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể dùng đất, đá, tre, gỗ mà dựng cất cái khám, cái thất, trong đó có thể họa vẽ, cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt, đúc nắng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Đốt hương, cúng dường, chịu lễ, ngợi khen, thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đức cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng được toại ý cả, sáu là không có tai họa về lửa và nước, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau và hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiền Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cũng nhờ hình tượng Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó, làm cho tất cả sự tai nạn như nước, lửa, trộm cướp, nạn lớn, nạn nhỏ hãy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo vị Kiền Lao Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các vị thần khác ít ai bằng, vì cớ sao vị đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây cát đá, lúa, me, tre, lau, gạo, hóc, những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày, ngợi khen những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế, thời công đức và thần thông của ông lại thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào có thể đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể làm một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện đã dạy, thời ông nên dùng thần lực của ông thường hộ trì người đó, chớ để tất cả sự tai họa đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có các hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì người đó đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rốt ráo, xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui, vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha,